Em xin chào các anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em nhé. Ở cái video hôm nay thì em sẽ thông báo đến các anh chị về cái vấn đề KYC của cái app DAO Kaisata này nhé. Theo thông tin của dự án đấy thì sẽ cho tất cả mọi người là tiến hành KYC để các anh chị có thể bán kết. Và cái quá trình KYC này thì nó sẽ được diễn ra vào năm sau nhé, vào đầu năm sau đấy. Thì khi nào mà cái quá trình KYC này diễn ra thì em sẽ thông báo đến các anh chị nhé. Và cái cách tiến hành KYC như thế nào thì em sẽ ra một cái video để chia sẻ để các anh chị cái cách để các anh chị có thể tham khảo nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tranh thủ để các anh chị đào được nhiều cái đồng kết này lên nhá. Còn anh chị nào mà chưa đăng ký cái tài khoản để khai thác cái đồng kết này đấy thì các anh chị tranh thủ các anh chị đăng ký cái tài khoản để các anh chị khai thác từ bây giờ nhá. Các anh chị nên tranh thủ để các anh chị đào được nhiều cái đồng kết này nhá. Các anh chị đừng có nghĩ là các anh chị đào solo thì các anh chị không đào được bao nhiêu. Các anh chị vào cho em kỳ mục NFT box ở đây này. Một vài hôm trước đây thì bên dự án cũng có mở cho các anh chị thực hiện mua cái NFT ở đây nhá. Với cái giá là 200.000 kết thì các anh chị có thể mua được cái NFT và cái điều kiện là cái số lượng thành viên là hơn 20 người. Nhưng mà theo em thì các anh chị không nên mua đâu. Vì khi các anh chị mua đấy thì cái tỷ lệ các anh chị mua thì sẽ được cái NFT này này. Thì giá từ 100 đến 300 đô thôi. Nhưng mà 200.000 kết thì theo giá của dự án đấy thì các anh chị sẽ lỗ nhá. Nên theo em thì các anh chị đừng có mua. Hôm trước thì em có mua được một cái NFT này nhá. Hiện tại cái ứng dụng nó đang lag đấy nên nó lag hơi lâu. Nhưng mà mua rồi thì em cảm thấy tiếc nhá. Nên anh chị nào mà chưa mua mà đủ điều kiện thì các anh chị thôi. Theo em thì các anh chị đừng có mua nữa. Vì cái tỷ lệ chúng ta mua thì sẽ trúng được cái NFT cái giá chừng này thôi. Nên theo em thì các anh chị giữ lại cái đồng kết các anh chị đào được nhá. Để sau này các anh chị có thể mua được cả cái NFT này này. Đấy, xuống nghĩa này. Đấy, sau này người ta sẽ mở cạnh và cái số lượng kết là chỉ có 5.000 kết thôi. Đấy, các anh chị có thể mua được cả cái mức này. Đối với các anh chị solo đấy, thì các anh chị thừa sức để các anh chị mua cả cái NFT này nhá. Nên anh chị đừng có nghĩ là các anh chị đào solo. Ở đây có cái mục NFT với giá là 50.000 kết này. Các anh chị có thể mua được cả cái NFT như thế này nhá. Đấy, nên các anh chị đừng có nghĩ là các anh chị solo thì các anh chị không thể mua được cả cái NFT giá trị lớn đó. Cái cơ hội mà rõ ràng quá thì đâu đến lượt chúng ta các anh chị. Theo thông tin của dự án thì vào cuối tháng này thì bên dự án sẽ thu mua lại cái đồng kết đối với cái những anh chị nào mà có cái số lượng thành viên là hơn 10 người nhá. Hơn 10 người cái số lượng người tích cực đấy. Hiện tại thì cái ứng dụng nó đang lỗi này. Các anh chị có thể vào đấy nhá. Đấy, em cập nhật cái điện các anh chị như thế thôi nhá. Còn các anh chị có thể vào app các anh chị xem lại nhá. Và cái giá bên dự án thu mua đó là 0.01 đô trên một cái đồng kết nhá. Các anh chị vào cho em cái mục message ở đây này. Các anh chị kéo xuống, các anh chị click vào cái mục new version update ở đây. Hiện tại thì cái ứng dụng DAO Kaisata này thì trên Android thì em không nói rồi nhá, nhưng mà trên iOS thì bên dự án thông báo là sẽ cập nhật trong một thời gian gần nhất nhá. Đây. Ở cái đoạn này cái nội dung cụ thể là người ta sẽ cập nhật lên cái hệ điều hành iOS để các anh chị có thể khai thác ở trên hai cái hệ điều hành là Android và iOS luôn nhá. Nên anh chị nào mà trước đây sử dụng cái điện thoại iOS đấy thì các anh chị có thể vào các anh chị tải xem đã khai thác được hay là chưa nhá. Đây, cái mục các anh chị click vào đây. Còn đối với anh chị nào mà đủ cái điều kiện để các anh chị chạy nốt đấy, đủ, tức là các anh chị có đủ số lượng thành viên là 50 thành viên tích cực thì các anh chị có thể click vào cái mục apply ở đây này để các anh chị yêu cầu chạy nốt nhá. Khi các anh chị chạy nốt thì các anh chị sẽ nhận được cái số lượng USDT đấy. Đây, hiện tại thì cái ứng dụng này nó đang bị lag nhá. Còn của các anh chị thì vào đây các anh chị sẽ thấy này. Các anh chị chạy nốt thì các anh chị sẽ nhận được cái phần thưởng bonus đó là USDT nhá. Ở đây thì em cũng không đủ cái điều kiện chạy nốt đâu. Không đủ điều kiện thì chúng ta cứ khai thác thôi. Anh chị vào cho em cái mục profile ở đây này. Đấy, sau này thì bên dự án sẽ mở cái chức năng KYC này nhá. Các anh chị vào cái mục KYC ở đây để các anh chị KYC. Đấy, hiện tại thì người ta chưa mở chức năng này đâu.
Cái video này thì em cập nhật đến các anh chị về cái vấn đề cái xe như thế thôi nhá. Còn anh chị nào mà chưa khai thác thì các anh chị tranh thủ các anh chị khai thác nhá. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi video trên kênh của em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo.